Niên vụ vải thiều 2023, tỉnh Bắc Giang dự kiến đạt sản lượng khoảng 180.000 tấn. Với số lượng lớn và trong thời gian ngắn, ngay từ bây giờ, các cơ quan chức năng đang tập trung đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho loại quả này. Tại hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của tỉnh vào thị trường Hoa Kỳ do tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức, ban tổ chức cho biết, năm nay, thời tiết thuận lợi, dự báo sản lượng đạt hơn 180.000 tấn, trong đó sản lượng vải sớm khoảng 60.000 tấn và chính vụ là 120.000 tấn. Vải dự kiến xuất khẩu sang Hoa Kỳ với 17 mã số vùng trồng, được Hoa Kỳ cấp mã số với diện tích là 205 ha, sản lượng đạt 1.500 tấn. Để xuất khẩu vải thiều thành công, Bắc Giang đã chỉ đạo các sở, ngành địa phương cụ thể hóa từng nhóm vấn đề như tập trung vào khâu sản xuất, nâng cao chất lượng quả vải thiều, các điều kiện để xuất khẩu vải thiều vào Hoa Kỳ, kết nối trong hoạt động xuất khẩu, giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Tỉnh Bắc Giang cũng mong muốn được hưởng ưu đãi giá bay thẳng đối với vải thiều của Việt Nam sang Hoa Kỳ, hỗ trợ thực hiện chiếu xạ vải thiều xuất khẩu tại Hà Nội. Tại sự kiện lần này, các doanh nghiệp đã ký kết biên bản thỏa thuận kết nối tiêu thụ xuất khẩu vải thiều sang thị trường Hoa Kỳ niên vụ 2023.